Trời ơi, nghe gió rơi, em
Anh em bạn bè, bà con hai họ, nhà trai và nhà gái chúng ta lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị thân mến, thật là tuyệt vời trong buổi sáng ngày hôm nay. Có lẽ rằng là thời tiết cũng đã rất ủng hộ cho cả hai bên gia đình. Và cũng rất là vinh dự đối với Mai Trần cùng với anh Đức Thuận được đồng hành trở về với trung tâm tiệc cưới của gia đình nhà gái. Gia đình ông bà đại diện Phạm Văn Thúy, Nguyễn Thúy Hằng đến từ tổ dân phố Cửa Hà, thị trấn Phong Sơn, Cẩm Thủy, Thanh Hóa để chào đón với sự diện trở về của quan viên khách quý đến từ gia đình nhà trai. Gia đình ông Phạm Văn Tiến, bà Bùi Thị Hà đến từ Minh Tiến, Ngọc Lặc, Thanh Hóa trước sự kiện đại lễ ăn hỏi nạp tài. Kính thưa quý vị thân mến, tình yêu nó là món quà vô giá mà tạo hóa đã ban tặng cho mỗi con người. Và khi đã yêu nhau, đã dành tình cảm cho nhau thì những đôi yêu đương họ đều mong muốn sẽ được trở về bên nhau, cùng nhau xây dựng mái ấm gia đình. Và Ngọc Ánh, anh Đức cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Hôm nay chúng ta đang cùng có mặt tại đây để chúc phúc cho họ. Một lần nữa xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị sẽ cùng vang lên một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón cho sự hiện diện đông đủ này. Kính thưa tất cả các vị, vượt qua một chặng đường dài tìm hiểu và yêu thương, được sự chắp cánh giúp đỡ và tác hợp của hai họ, nhà trai và nhà gái chúng ta, tình yêu của đứa con trẻ đã chính để tìm tới hôn nhân. Và từ Nguyễn Ngọc Lặc đã và đang hiện diện tại trung tâm hôn trường cưới gia đình họ nhà gái chúng ta, biệt thự Thanh Hóa, vùng đất Cẩm Thủy thân yêu đã đang và luôn dang rộng vòng tay để chào đón tới sự hiện diện đủ đầy của tất cả các quý vị. Và trước đây thì hai họ nhà trai và nhà gái chúng ta cũng đã có đôi lần gặp gỡ để bàn định lựa chọn khung giờ ngày lành tháng tốt trong ngày lễ dạo ngõ chơi nhà, và đã chọn được giờ đẹp nhất, ngày đẹp nhất chính là 8 giờ sáng ngày hôm nay. Pháo đài nạp tài của nhà trai đã và đang hiện diện tại trung tâm hôn trường cưới nhà gái chúng ta để tiến hành các lễ nghi, các thủ tục theo đúng truyền thống phong tục tập quán của người Việt Nam ta. Và kính thưa quý vị thân mến, để cưới được một người con gái về làm dâu, làm con bên phía gia đình nhà trai thì theo như phong tục cưới hỏi của dân tộc Việt Nam nói chung và quê hương Cẩm Thủy của chúng ta nói riêng, chúng ta sẽ trải qua với 5 phần nghi lễ quan trọng, đó là dạo ngõ, ăn hỏi, xin cưới, dẫn lễ nạp tài và lễ phu quy xin dâu. Và có thể nói rằng sự kiện đại lễ dạo ngõ, hai bên gia đình đã thăm hỏi nhà nhau và đã rất là thắm tình đoàn kết thông gia rồi. Ngày hôm nay thì gia đình nhà gái chúng tôi vui mừng chào đón con viên gia đình nhà trai trở về với ba cơ chầu tiếp theo, đó là ăn hỏi, xin cưới và dẫn lễ nạp tài. Và trước khi đến với những phần nghi lễ trang trọng này, chúng ta sẽ cùng chào đón vị đại diện trường đoàn gia đình nhà trai. Bác sẽ khởi thân đứng dậy, có đôi lời phát biểu cảm ơn tới sự đón tiếp của gia đình nhà gái, có lời giới thiệu thành phần chính quan viên gia đình nhà trai có mặt hôm nay, và sau đó sẽ có lời thư gửi với gia đình nhà gái về việc ngày hôm nay gia đình nhà trai đến đây mong muốn được thực hiện những phần nghi lễ nào và mong muốn được gia đình nhà gái đón nhận. Trân trọng kính mời bác. Và xin được kính chào và xin chào ông bà Thúy Hằng cùng các cụ ông cụ bà, cô dì chú bác, bạn bè và thanh nam thanh nữ tú cùng khách quý của gia đình. Trong một thời gian các cháu bây giờ là các con quen biết yêu thương nhau thì cũng có sự qua lại vun vén giúp đỡ của hai bên gia đình. Hai bên gia đình cũng đã có nhiều lần qua lại trao đổi và đi đến thống nhất cho hai con tổ chức để lên vợ lên chồng trăm năm hạnh phúc. Thì về đến trường hôm nay tôi
rất là cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của ông bà Thúy Hằng cũng như là các cụ ông cụ bà, các bạn bè thân hữu như là khách quý của bên nhà cháu Ngọc Ánh. Thì trước tiên tôi rất là cảm ơn và cũng có lời xin chúc các cụ ông cụ bà, các bạn nam nữ và quý khách gần xa mạnh khỏe, an khang thịnh vượng. Về hôm nay là ngày lành tháng tốt, được sự cho phép của ông bà Quý Hằng cũng như là họ hàng hội tục bên nhà, tôi cứ xin nói là bên nhà gái đi. Thế bên nhà gái là cho phép chúng tôi về đây để làm cái lễ chơi nhà ăn hỏi, xong rồi là đến hẹn ngày cưới và xin giờ xin dâu, xong rồi cũng có một lễ nữa là lễ nạp tài, là để cho xin được hẹn ngày cưới và xin được đón con Ngọc Ánh về làm dâu con của gia đình cũng như là họ tộc của gia đình nhà Nam chúng tôi. Về đến đây thì tôi cũng xin được giới thiệu, tôi đang đứng đây để kính thưa với các cụ ông của bà, thì tôi là bố của cháu Anh Đức. Là xong cái thủ tục hôm nay thì là cháu Anh Đức là con rể của các của ông bà Thúy Hằng cũng như là cháu rể của các cụ ông cụ bà, gia đình của bên nhà gái. Thì tôi là bố đẻ của cháu, hồi kề đấy là mẹ cháu. Tiếp tục là có bác gái, là bác là chị gái tôi, để đến là con ruột. Rồi các bác, các anh, các chị bên nội bên ngoại cũng như là bạn bè thân cận và khách quý của gia đình nhà chúng tôi cũng đã về đến hội trường để dự buổi lễ long trọng này. Thì trước khi hết lời cũng xin chúc cho đại gia đình hai bên mạnh khỏe và vun ấm vun đắp hạnh phúc cho hai con, và cũng là xin cảm ơn đại gia đình ta cũng xin mời. Kính thưa tất cả các vị, bác trưởng đoàn đại diện cho gia đình họ nhà trai cũng chính là thân phụ của chú rể đã chính thức có lời cảm ơn về sự đón tiếp nồng nhiệt của nhà gái chúng ta dành cho phái đoàn nạp tài đến từ gia đình nhà trai. Và qua lời giới thiệu bên phía trên cùng, đó là thân phụ và thân mẫu. Ở hàng ghế dưới thì còn có ông bà, cô bác, cậu mợ, chú dì, anh em bạn bè. Mặc dù đường đất xa xôi nhưng vẫn nhiệt tình trực tiếp trở về đây để tham dự đại lễ nạp tài và dành tặng những lời chúc mừng hạnh phúc cho đứa con trẻ. Bên cạnh đó là những lời chúc mừng hạnh phúc, lời cảm ơn về sự đón tiếp nồng nhiệt này. Và để có đôi lời đáp từ đối với gia đình nhà trai, xin được trân trọng kính mời bác trưởng đoàn sẽ đại diện cho gia đình nhà gái chúng ta vui lòng khởi thân đứng lên để có đôi lời phát biểu đáp từ và sẽ giới thiệu sơ qua thành phần chính trong phái đoàn nạp tài của nhà gái. Xin được trân trọng kính mời bác. Vâng, xin kính thưa các cô ông cùng bà cùng quan viên của hai họ, được sự ủy quyền của gia đình ông bà Thúy Hằng, tôi xin được phép đại diện cho họ nhà gái. Trước hết là xin gửi lời chào, lời chúc tốt đẹp nhất tới các gia đình của nhà trai cũng như là toàn thể các anh chị em, cô dì chú bác trong đại gia đình hai họ sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Vâng, trước hết xin được giới thiệu, tiếp theo là xin được giới thiệu với các ông các bà, cô dì chú bác ở bên hội nhà trai về cái thành phần tham dự buổi lễ nạp tài của các cháu ngày hôm nay. Thì trước hết là tôi xin giới thiệu người cao tuổi nhất ở đây là bà ngoại của cháu Anh, xin mời bà đứng dậy. Tiếp theo là bà thím bên nội của cháu Anh, là ông bà Thúy Hằng, xin mời ông bà đứng dậy, là thân sinh ra cháu Anh. Và dì, chú dì Dung với lại Ti, ông Ti bà Dung, xin giới thiệu là chú dì ở bên ngoài. Các hôm nay thì là
thời gian nó cũng có hạn, cho nên là rất nhiều các anh em ở bên nội bên ngoại ở đây là hôm nay là có mặt rất đầy đủ trong buổi vui ngày vui của các cháu ngày hôm nay ở họ nhà gái hôm nay là ngày vui nhất đấy ạ. Nên là bên nội bên ngoại là tất cả là tập trung đầy đủ về đây để đón tiếp các ông các bà bên họ nhà trai. Vâng, xin được giới thiệu sơ qua về tình hình các ông các bà bên nhà gái như vậy. Xin lời cảm ơn mọi người. Xin quý chúng ta nổ một tràng pháo tay thật lớn lên cảm ơn đại diện nhà gái đi ạ. Kính thưa tất cả các vị, bác trưởng đoàn đại diện cho gia đình nhà gái chúng ta được sự ủy quyền của giáo tộc cũng đã có lời cảm ơn về sự hiện diện đông đủ của tất cả các vị khách quý, hai họ nhà trai và nhà gái. Và qua lời giới thiệu của bác trưởng đoàn bên phía trên cùng, đó là vị đại diện ở hàng ghế thứ hai và thứ ba, đó là thân phụ và thân mẫu cô dâu. Ở phía dưới thì có ông bà, cô bác, cô mợ, chú dì, bởi vì là đơn vị chủ nhà đúng không ạ? Nếu mà giới thiệu hết thành phần thì chắc là khoảng 12 giờ trưa là hết. Chính vậy mà xin quý vị chúng ta sẽ vui lòng thông cảm, số lượng thì quá đông. Tóm lại là anh em bạn bè bên nội bên ngoài, bà con khu phố cũng đã bằng tình yêu thương, bằng sự rộng lượng và quảng đại gác lại tất cả công việc nhà trở về đây để đón tiếp các đoàn của nhà trai và sau đó dành tặng những lời chúc mừng hạnh phúc cho đứa con trẻ. Một lần nữa thay mặt cho ban tổ chức trân trọng cảm ơn hai bác trưởng đoàn đại diện cho hai họ, xin được trân trọng cảm ơn. Và kính thưa quý vị thân mến, gia đình nhà trai thư gửi, gia đình nhà gái cũng đã đón nhận với những cây trầu, với những chai rượu ý nghĩa. Thì ngay bây giờ, có lẽ rằng không để cho quý vị phải đợi chờ nữa, chúng ta sẽ cùng chào đón phía đại diện gia đình nhà trai, đó là bố Phạm Văn Tiến và mẹ Bùi Thị Hà đến từ Ngọc Lặc. Và phía gia đình nhà gái đó là bố Phạm Văn Thúy, mẹ Nguyễn Thúy Hằng đến từ Cẩm Thủy Thanh Hóa. Hai bên gia đình bố mẹ lúc này sẽ cùng khởi thân đứng dậy. Và chắc chắn rồi, cây trầu đầu tiên mang ý nghĩa là cây trầu chính thức được ăn hỏi tân cô dâu Ngọc Ánh. Xin được trân trọng kính mời gia đình nhà trai sẽ cùng cho người. Và xin được trân trọng kính mời gia đình nhà gái chúng ta sẽ cùng đón nhận đi ạ. Chắc chắn rồi, chúng ta sẽ cùng di chuyển ra phía trung tâm sân khấu để có một thước hình đẹp nhất đến từ phía studio nhiếp ảnh. Và xin được trân trọng kính mời bố mẹ cùng với những cây trầu ý nghĩa sẽ cùng trở về trung tâm sân khấu, nơi mà chúng tôi cùng với sự kiện Hoàng Hải cũng đã cùng trở về để có một background vô cùng xinh đẹp. Và xin mời hai bên gia đình bố mẹ sẽ cùng trao gửi cho nhau. Còn quý vị chúng ta sẽ dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng. Và xin được trân trọng kính mời chú rể và cô dâu, hai em sẽ vui lòng di chuyển về phía sân khấu để xin phép quan huyên họ đón nhận trục trầu này vào phía trong phương gia để dự hương lập lễ gia tiên. Kính thưa tất cả, vì miếng trầu là đầu câu chuyện, miếng trầu nên nghĩa phu thê và miếng trầu nên dâu nhà người. Miếng trầu mà đi với quả cau để cho đôi bạn bên nhau suốt đời. Từ ngàn đời xưa, trầu và cau đã luôn là minh chứng rõ nét và sống động nhất cho tình nghĩa vợ chồng. Xin được trân trọng kính mời chú rể và cô dâu, hai em, lát nữa chúng ta sẽ chụp ảnh. Giờ phút này sẽ chuyển về sân khấu để đón nhận trục trầu này vào phía trong khu gia để dâng hương làm lễ gia tiên. Chắc chắn rồi, xin mời Ánh và Đức ạ. Xin mời chú rể và cô dâu, chúng ta sẽ cùng di chuyển về phía trung tâm sân khấu, dành một cái cúi chào để ra mắt quan viên hai nhà. Kính thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay thì cô dâu và chú rể của chúng ta đang cùng nắm chặt tay nhau, nở một nụ cười rất là rạng rỡ, rất là xinh đẹp. Và họ đang cùng khoác trên mình trang phục của ngày cưới thật là lộng lẫy. Chàng trai đen Đức là người con trai yêu của gia đình ông Tiến bà Hà, cô gái Ngọc Ánh là người con gái yêu của gia đình bố Thúy mẹ Hằng. Và ngay thời khắc này họ sẽ cùng trở về trung tâm sân khấu, đứng giữa hai bên bố mẹ nào. Và xin mời cô dâu chú rể sẽ thay cho ngàn lời cảm ơn tới sự diện trở về của toàn thể quý vị bằng một cái cúi đầu đầu thật sâu để xin được gửi lời chào tới toàn thể quý vị. 1, 2 và 3. Xin được cảm ơn rất nhiều. Và lúc này thì xin được trân trọng kính mời tân cô dâu chú rể sẽ nâng cây trầu ý nghĩa này vào khán phòng tư xa nhà trong, thắp một nén nhang thơm để kính cáo gia tiên tổ đường. Xin trân trọng kính mời. Và trân trọng kính mời song thân phụ mẫu sẽ trở về với vị trí trang trọng ban đầu để cùng mời trầu, mời nước, mời trà. Xin được trân trọng kính mời ạ. Kính thưa tất cả các vị, mỗi con người chúng ta sinh ra đều có cha, có mẹ, có tổ, có tiên và có cội, có nguồn.
trong những ngày vui hạnh phúc tưởng hướng về tổ tiên để tưởng nhớ tới các đấng các bậc đã có công sinh thành và dưỡng dục. Trong đại lễ ngày hôm nay cũng không ngoại lệ, được sự cho phép đồng thuận của hàng họ, đôi con trẻ đã đón nhận trục trầu này vào phía trong tư gia. Trước tiên là để thắp lên những nén tâm nhang thành kính nhất, sau đó sẽ kính cáo với gia tiên về các thủ tục, các lễ nghi đã được hai họ, nhà trai và nhà gái chúng ta đồng thuận thông qua. Và thời khắc này một lần nữa trân trọng kính mời tất cả quý vị chúng ta sẽ vui lòng hướng mắt về phía bàn ban đại diện để chúng ta long trọng tiến hành các nghi lễ tiếp theo. Kính thưa quý vị, các cụ ngày xưa thì vẫn thường dạy có thờ có thiêng mà có kiêng có lành, có ngày lành tháng tốt cốt dập hoàng đạo. Về thời gian ngày giờ lịch trình hẳn rằng hai bên nhà trai và nhà gái chúng ta đã thống nhất từ trước đây. Nhưng thời khắc này MC sẽ xin được thông báo lại một lần nữa để tất cả quý vị chúng ta nắm được. Và từ ngàn đời xưa thì vẫn biết rằng sơ bày nay làm đi hơn để kém. Phái đoàn đón dâu của nhà trai sẽ xuất phát lên đường đi đón dâu vào lúc hơn 7 giờ. Và khoảng 8 giờ thì sẽ có mặt tại hội trường nhà gái chúng ta. Sau đó hai bên gia đình nhà trai và nhà gái sẽ thông qua nghi lễ cuối cùng, đó là trục trầu xin đón dâu, đó là về giờ. Và về ngày, trước tiên về ngày dương lịch, đó là ngày 18 tháng 1 năm 2024. Về ngày âm lịch, đó là ngày 8 tháng chạp, tức là tháng 12 âm lịch. Thì phái đoàn của nhà trai sẽ hiện diện nơi đây để long trọng tiến hành nghi lễ vui quy. Và thời khắc này để bộc lộ cho sự thống nhất đồng thuận cao về thời gian, ngày giờ, lịch trình. Một lần nữa trân trọng kính mời hai bên thông gia sẽ vui lòng khởi từ đứng lên để trao cho nhau trục trầu trong sinh lễ hẹn ngày giờ cưới. Trân trọng kính mời ạ. Và kính thưa quý vị thân mến, cây trầu mang ý nghĩa xin cưới hay còn gọi là ấn định ngày giờ cưới đã được hai bên gia đình thống nhất rất là cao từ những ngày trước đó, và đã xem ngày xem giờ rất là kỹ lưỡng, hợp với số tuổi của cả hai con. Một lần nữa thì xin được trân trọng chúc mừng cho hai bên gia đình đã sau gửi thành công tốt đẹp. Kính thưa toàn thể các vị khách quý, trong thời gian vừa qua chúng ta đã được trải nghiệm qua hai nghi lễ, đó là lễ hẹn hò và lễ xin hẹn ngày được cưới, đã diễn ra trang trọng và linh thiêng, thành công tốt đẹp. Các tục ngày xưa thì vẫn thường dạy thương con thì ngon rau, tất cả tình yêu thương đã và đang được vun vén dành tặng trọn vẹn hạnh phúc của hai con. Và thời khắc này xin được trân trọng kính chuyển lời mời của nhà gái chúng tôi, trân trọng kính mời toàn thể quan viên hai họ cùng mời trầu, mời nước, mời trà, mời bánh kẹo ngọt để chuẩn bị cho thời khắc chào đón sự trở lại của chú rể và cô dâu qua nghi thức mời nước mời trầu. Xin được trân trọng kính mời chú rể và cô dâu sau khi thắp lên những nén tâm nhang thành kính xong sẽ vui lòng di chuyển về trung tâm hội trường cưới gia đình họ nhà gái chúng ta. Kính thưa tất cả vì ít phút nữa thôi thì đội bạn trẻ sẽ ra mắt hiện diện gửi lời chào. Và thời khắc này thì Mai Trần sẽ gửi tới tất cả quý vị những giai điệu ngọt ngào của tổ khúc mời trầu. Xin trân trọng kính mời quý vị cùng lắng nghe.
Tâm tư tình cảm nguyện vọng của đứa con trẻ. Anh còn son, em cũng còn son, ước gì ta được làm con một nhà, để về thừa với mẹ cha, mang trời sao hỏi cho mình lấy ta và cho ta lấy mình. Điều ước đó ngày hôm nay đã trở thành hiện thực và cụ thể hóa khi hai họ là cha và nhà gái chúng ta đã hội tụ về đây để mang theo niềm tin và hy vọng, mang theo những lời chúc mừng để xin thưa đối với hai họ. Và trục trầu thứ hai đó là trục trầu trong nghi lễ xin hẹn được cưới đã diễn ra thành công tốt đẹp. Xin được trân trọng cảm ơn hai họ. Và chắc chắn rồi, lúc này chúng ta sẽ cùng đến với cây trầu tiếp theo. Cây trầu với chiếc phong bao lì xì, đó chính là một món quà vật chất vô cùng ý nghĩa mà gia đình nhà trai sẽ cùng gửi cho tới gia đình nhà gái. Và sau đó là để kính dâng lên gia tiên tổ đường, nơi đây đã sinh ra người con gái xinh đẹp nết na, để chỉ ít ngày nữa sẽ trao cho nhà trai một nàng dâu thảo. Và ngay khoảnh khắc này xin được trân trọng kính mời hai bên gia đình bố mẹ sẽ cùng khởi thân trở về trung tâm sân khấu để thực hiện phần nghi lễ giao tài với những mâm sính lễ đủ đầy mà ngày hôm nay gia đình nhà trai đã mang về đây từ quê hương Ngọc Lặc thân yêu. Kính thưa tất cả các quý vị, đối với phong tục tập quán của ngày xưa trong sính lễ đặt tài thường bao nặng về giá trị kinh tế, về số lượng và chất lượng. Nhưng cho tới ngày hôm nay trong sính lễ đặt tài theo nếp sống văn hóa mới đã được rút gọn lại rất nhiều. Nhà trai đã mang tới nhà gái chúng ta với 9 sính lễ rất đẹp, bắt mắt và hoành tráng. Như chúng ta đã biết, con số 9 là con số cao nhất trong dãy số tự nhiên. Và ngày hôm nay đôi bạn trẻ cùng với hai họ sẽ trao cho nhau 7 nghi lễ trong sinh lễ nạp tài. Và lễ nạp tài đối với người miền Bắc chúng ta xét về số lượng thường đi bằng số lượng lẻ như 3, 5, 7, 8 và 9. Và thành phần của lễ nạp tài được chia thành hai thành phần lễ chính, đó là lễ mặn và lễ ngọt. Và ngay bây giờ trước khi đến với những mâm xí lễ đủ đầy thì xin được trân trọng kính mời hai bên gia đình bố mẹ sẽ cùng quay mặt vào nhau và sẽ cùng trao cho nhau với cây trầu ý nghĩa, đó là cây trầu dẫn lên nạp tay cùng với chiếc phong bao lì xì. Và cả nhà chúng ta sẽ nở một nụ cười thật là tươi đi ạ, để chụp những bức hình lưu niệm trong sự kiện đại lễ nở nạp tay ngày hôm nay. Xin được trân trọng chúc mừng. Và không thiếu những tràng pháo tay của mình thật lớn vang lên để chúc mừng đi ạ. Xin được trân trọng cảm ơn hai bên thông gia của hai họ nhà trai và nhà gái chúng ta. Xin được trân trọng cảm ơn và xin mời sẽ trở về vị trí trang trọng ban đầu. Kính thưa tất cả quý vị, trong sinh lễ nạp tài ngày nay, nhà trai đã mang tới nhà gái chúng ta, mặc dù lễ vật đã được rút gọn lại rất nhiều, nhưng chúng ta quan sát thấy có 9 sinh lễ rất đẹp, bắt mắt và hoành tráng. Và mỗi một lễ đều mang một ý nghĩa riêng để chúc mừng hạnh phúc cho đứa con trẻ. Và lễ đầu tiên được xếp trong top lễ quan trọng nhất ngày hôm nay, đó là lễ trầu và cau.
Có thể thấy rằng tất cả các chai cao của nhà trai mang tới đã được lựa chọn rất kỹ lưỡng, to, tròn và đẹp, được đính chữ song hỷ. Bên phía trên là những lá trầu được tên thành hình bông hoa hòa quyện cùng với trái cau. Như chúng ta đã biết, trong kho tảng văn học của người Việt Nam ta có một câu chuyện tình đẹp nhất, lãng mạn nhất, tượng trưng cho sự thủy chung và son sắt, đó là chuyện tình cổ tích trầu cau. Cây cau tượng trưng cho người chồng, thể hiện sự mạnh mẽ, rắn chắc để suốt đời bảo bọc, chở che, ôm ấp yêu thương người vợ. Còn lá trầu tượng trưng cho người vợ suốt đời hòa quyện với thân cau. Trầu và cau bên nhau trọn đời như thế nào, thủy chung son sắt bên nhau như thế nào, thì nguyện ước của hai họ, nhà trai và nhà gái chúng ta đều mong cho đứa con trẻ thủy chung son sắt bên nhau trọn đời như trầu và cau. Và chúng ta tạm chia tay với mâm lễ vật đầu tiên, trầu và cau. Xin mời sẽ đến với mâm lễ vật thứ hai, đó là mâm lễ mặn. Kính thưa quý vị, chắc chắn rồi, đó chính là mâm xính lễ xôi lợn. Kính thưa quý vị, xôi lợn tượng trưng cho sự giao hòa giữa trời và đất, giữa thiên nhiên và con người. Ngày hôm nay thì xôi lợn mà gia đình nhà trai mang đến còn có một ý nghĩa vô cùng to lớn, đó là mong cho cuộc sống của Ngọc Ánh và anh Đức sẽ luôn luôn ấm no, luôn luôn viên mãn và phồn vinh thịnh vượng. Kính thưa tất cả quý vị, gia đình nhà trai đã mang tới nhà gái chúng ta với một con lợn quay có đầu có đuôi, mang một thông điệp rằng đứa con trẻ cũng như hai họ qua lại với nhau có đầu có đuôi, mà đầu xuôi thì đuôi sẽ lọt. Bên phía dưới là mâm xôi mang dáng dấp của nền văn minh lúa nước ngàn đời của người Việt Nam ta, được tượng trưng cho người phụ nữ Việt Nam nói chung, của người vợ trong gia đình nói riêng. Đặc biệt đối với người vợ, các cụ ngày xưa đã dạy một câu rất hay để giữ gìn hạnh phúc gia đình, chính là khi mà chồng giận thì vợ bất lời, cơm sôi bất lửa thì một đời không khê. Đây sẽ là hành trang, là phim chỉ nam vững chắc nhất cho đứa con trẻ xây dựng hạnh phúc trăm năm. Và thời khắc này chúng ta sẽ đến với mâm lễ vật thứ ba, đó là rượu, trà và thuốc. Kính thưa quý vị thân mến, mâm sính lễ rượu thuốc chè sẽ là một phần sính lễ không thể thiếu trong bất kỳ một ngày đại lễ nào. Nó sẽ là tình cảm, sẽ là cơ hội mà gia đình nhà trai, gia đình nhà gái muốn cảm ơn tới quan viên khách quý hai nhà, tới các cá nhân, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, những người làng, những người bà con hàng xóm, cũng như tất cả những quý vị quan khách đang cùng có mặt tại sự kiện đại lễ ăn hỏi nạp tài hôm nay, để cùng chúc mừng cho hai con của họ. Một lần nữa sẽ được cảm ơn sự diện đông đủ trở về của toàn thể quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể các vị khách quý, đặc biệt đối với rượu, các cụ ngày xưa thì vẫn thường dạy phi cổ bất thành kim mà phi tiểu bất thành lễ, có nghĩa là không có xưa thì không có nay, mà không có rượu không phải là lễ. Chúng ta sẽ đến với mâm lễ vật thứ tư, to nhất, cao nhất và nặng nhất ngày hôm nay. Chắc chắn rồi, đó chính là một mâm sính lễ có hình ảnh một con rồng đang bay lượn. Kính thưa quý vị thân mến, đó là mâm sính lễ hoa quả ngọt. Ngày hôm nay, gia đình nhà trai đã chuyên chuyển về đây với những loại trái trang hoa quả rất là ngon, rất là đặc biệt đến từ quê hương Ngọc Lặc. Và như một lời nhắn nhủ tới cả hai con rằng, hai con hãy nhớ ăn quả, nhớ người trồng cây, và uống nước thì hãy nhớ lấy nguồn, sống làm sao để lại hoa thơm, quả ngọt cho đời. Kính thưa tất cả các vị, chúng ta quan sát thấy ngày hôm nay trong chín sinh lễ có hai linh vật trong tứ linh của người Việt Nam tôn thờ, đó là rồng và phượng, với một thông điệp rằng long phượng sum họp một nhà như thế nào thì tình yêu, hạnh phúc, hôn nhân của đứa con trẻ cũng sẽ sum họp một nhà như vậy. Và chúng ta sẽ đến với mâm lễ vật thứ năm, đó là mâm bánh phu thê, hay vẫn thường gọi là bánh su xê, có nghĩa là bánh vợ và bánh chồng. Trong những ngày xa xưa thì các cụ nhà ta thường đi bằng bánh chưng và bánh dày để tượng trưng cho trời và đất theo truyền thuyết Lang Liêu. Còn ngày hôm nay đi bằng bánh phu thê để tượng trưng cho bánh vợ và bánh chồng. Chiếc bánh được làm bằng vỏ bọc cứng để tượng trưng cho người chồng, thể hiện sự mạnh mẽ, rắn chắc, suốt đời bảo bọc, chở che, ôm ấp yêu thương người vợ. Còn thân bánh được làm bằng hương lúa gạo nếp để tượng trưng cho người vợ mọi ngày luôn biết tỏa ngát hương thơm trong gia đình. Và chúng ta sẽ đến với mâm lễ vật thứ 6, đó là mâm bánh kẹo. Kính thưa quý vị thân mến, bánh kẹo sẽ là một mâm sính lễ không thể thiếu được. Ngày hôm nay thì gia đình nhà trai trở về đây với rất nhiều những loại bánh kẹo ngon đến từ quê hương Ngọc Lặc. Và chắc chắn rồi, vợ chồng không chỉ là đầu óc tay gối, mặn nồng hơi lừa, mà đó còn là một quá trình tạo dựng và sẻ chia. Và tất cả chúng ta đều mong muốn rằng cô dâu và chú rể dù có khó khăn sóng gió như thế nào, bằng tình yêu đủ lớn, bằng trách nhiệm dành cho nhau, thì họ sẽ nắm chặt tay nhau và sẽ cùng nhau chinh phục mọi khó khăn của cuộc sống, để nắm chặt tay nhau đi đến cuối con ngựa đường, và sẽ luôn giữ được dư vị ngọt ngào như những dư vị của bánh kẹo mà gia đình nhà trai đã mang về đây. Kính thưa tất cả vị, và mâm lễ vật tiếp theo, đó là mâm bia và nước ngọt. Hẳn rằng bên phía nhà trai ngày hôm nay vô cùng tâm lý, bởi vì tại hôn trường cưới nhà gái chúng ta
cụ ông có, cụ bà có, nam có, nữ có, phải yếu được nâng lên ly nước ngọt, phải mạnh được nâng lên ly bia để chúc mừng hạnh phúc cho đứa con trẻ. Và lễ vật cao nhất trong ngày hôm nay đó là mâm lễ vật thứ 9, một mâm hội tụ tất cả các sinh lễ ngày hôm nay, đó là mâm lễ vật gia đình họ nhà gái chúng tôi đã chuẩn bị để ít phút nữa giao lại cho gia đình nhà trai, hay vẫn thường gọi là lễ lại quả, mà các cụ ngày xưa thì vẫn thường dạy có đi có lại thì mới toại lòng nhau. Chắc chắn rồi, kính thưa quý vị thân mến, mâm lễ vật tổng hợp lại quà mà gia đình nhà gái chúng tôi một ít phút nữa sẽ cùng thể hiện tình cảm, nét đẹp văn hóa của gia đình nhà gái đối với gia đình nhà trai, sẽ cùng lại quà đôi chút để cảm ơn cũng như sẽ trân trọng tất cả những phần sính lễ mà ngày hôm nay những điều tốt đẹp nhất hai bên gia đình đã dành cho cô dâu và chú rể trong ngày chung đôi đầu tiên này. Và thời khắc này thể hiện cho sự trao và nhận của tình đoàn kết thông gia một nhà. Ban tổ chức trân trọng kính mời song thân phụ mẫu của chú rể và cô dâu cùng với hai con sẽ vui lòng nhẹ nhàng trở về sân khấu để trao và nhận các sinh lễ đại diện trong nghi lễ nạp tài ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, trân trọng kính mời song thân phụ mẫu của chú rể và cô dâu cùng với hai con sẽ trở về sân khấu để đón nhận trao cho nhau những nghi lễ trong sinh lễ nạp tài. Xin được trân trọng kính mời gia đình nhà trai. Xin được trân trọng kính mời gia đình nhà gái ạ. Chúng ta sẽ cùng trở về sân khấu và xin được trân trọng kính mời Ánh cùng với Đức. Xin mời cô Phương Ngọc Ánh và chú rể anh Đức sẽ cùng hiện diện trở về trung tâm sân khấu một lần nữa. Một con phượng đang bay lượn, chắc chắn rồi gia đình nhà trai, gia đình nhà gái sẽ cùng nâng lên. Và kính thưa quý vị thân mến, quả cau tròn cùng với miếng trầu xanh khi ăn vào sẽ có màu đỏ thắm, tượng trưng cho tình yêu thủy chung son sắc mà hai con đã dành cho nhau. Chúng ta sẽ đặt lại vị trí cũ và chúng ta một khuôn viên bách cho sân khấu rất đẹp như thế này rồi, chúng ta sẽ chỉ nâng lên một mâm sính lễ tượng trưng nữa thôi ạ. Xin mời MC Đức Thuận. Đó sẽ là mâm sính lễ mặn, mâm sính lễ sôi lợn. Kính thưa quý vị thân mến, cô dâu và chú rể, hai em sẽ đỡ cánh tay thuận của mình vào. Và xin mời hai bên bố mẹ ạ, hai bên bố mẹ sẽ đứng gần hơn hai con một chút. Chắc chắn rồi, mong muốn những điều may mắn, yêu thương, tốt đẹp cũng như cuộc sống sau này của Ánh và Đức sẽ thật viên mãn, sẽ thật ấm no, phồn vinh và thịnh vượng. Xin mời cô dâu chú rể hai bên gia đình bố mẹ cười thật tươi ạ. Chúng ta sẽ chụp một bức hình tổng thể đại gia đình. Xin cảm ơn rất nhiều. Kính thưa tất cả vì và thời khắc này trân trọng kính mời chú rể và cô dâu sẽ hiện diện tại vị trí trang trọng để cùng chụp ảnh lưu niệm với song thân phụ mẫu của mình trong sinh lễ nạp tài ngày hôm nay. Thay mặt cho ban tổ chức những người làm chương trình xin được chúc mừng hai họ một nhà, chúc cho gió mưa thuận hòa, chúc cho tình đoàn kết thông gia ngày càng gắn bó nở hoa trọn đời, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Xin một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng. Và chắc chắn rồi, lúc này thì cho phép chúng tôi những người thực hiện chương trình xin được một lần nữa long trọng công bố, kể từ ngày hôm nay gia đình nhà trai chính thức kết nghĩa mối tình thông gia với gia đình nhà gái. Xin được trân trọng kính mời cả hai bên gia đình sẽ quay mặt vào nhau, dành cho nhau một cái bắt tay ạ. Một cái bắt tay để chính thức kết nối tình thông gia bền chặt, cùng nhau vun vén đất xây cho tình cảm và hạnh phúc của hai con được cho năm tình viên mãn, bắt đầu nghĩa phu thê. Xin cảm ơn rất nhiều. Thay mặt cho ban tổ chức kia là chương trình trân trọng cảm ơn những tình cảm vô cùng chân quý của hai họ đã khởi thân trở về sân khấu để trao và nhận cho nhau các nghi lễ đại diện trong sinh lễ nạp tài ngày hôm nay. Kính thưa tất cả vì như vậy chúng ta đã được trải nghiệm qua rất nhiều những cung bậc cảm xúc yêu thương, dành tặng trọn vẹn hạnh phúc cho đứa con trẻ qua tam lễ nhất nhật, tức là ba sinh lễ trong một ngày, lễ ăn hỏi, lễ xin hẹn ngày giờ cưới và lễ nạp tài đã được diễn ra trang trọng và linh thiêng, thành công tốt đẹp. Thay mặt cho ban tổ chức, những người làm chương trình và chuyển lời của gia đình, trân trọng cảm ơn sự rộng lượng quảng đại của tất cả quý vị chúng ta đã hiện diện về đến đây để long trọng tham dự đại lễ hôm nay. Trân trọng cảm ơn.
Kính thưa tất cả, vì trong đại lễ ngày hôm nay thì bên phía gia đình họ nhà gái chúng tôi nhằm chiêu cảm tạ tới tấm lòng vàng của vị đã trở về đây để tham dự đại lễ nạp tài. Trân trọng kính mời toàn thể ông bà, cô bác, cậu mợ, chú dì, anh em bạn bè bên nội bên ngoài, toàn thể bà con khu phố, chúng ta sẽ vui lòng lưu lại tại hôn trường của họ nhà gái chúng tôi để sự tiệc mừng, nâng chén chúc phúc cho hai con, để họ nhà gái được bày tỏ lòng cảm ơn về sự hiện diện đủ đầy của tất cả quý vị trong sự lễ ngày hôm nay. Kính thưa các cụ ông cụ bà, kính thưa vợ chồng gia đình của nhà Lê Hữu Hằng, đoàn nhà trai chúng tôi lên đây để tổ chức đại lễ trên nhà ăn hỏi nhận ngày cưới, xong cái lễ nạp tài thì về đến gia đình cũng có bữa cơm này, mời gia đình rồi họ hàng anh em bạn bè thân thiết của tôi, tôi đại diện cho đoàn cũng như là bố mẹ của cháu Đức là xin được chân thành cảm ơn gia đình. Vâng, xin kính mời các ông các bà cô dì chú bác của họ cha cũng như là gái chúng ta cứ ngồi tại chỗ để cho các cháu nó thu xếp mâm bàn mà sau đó thì chúng ta liên hoan đẹp mẹ bạn. Vâng, mà các cháu ta ra dọn bàn và chuyển đi đồ ăn bên ngoài đi ạ. Kính thưa quý vị, chúng ta sẽ ngồi tại vị trí để những gia đình nhà